cái khu này nó quá nguy hiểm, đó là cái khu biên giới nguy hiểm. Chính vì vậy mà thay vì là có những cái người mà cố tình vượt biên cũng như là cái chiến tranh và trực diện ấy, thì nó không phải diễn ra thường xuyên, thay vào đó là một cái cuộc chiến về cờ và loa. Các bạn có thể thấy bên kia là một cuộc cờ lá cờ của tổ quốc rất là lớn. Ngày xưa thì hai miền đều có hai cái quốc cờ riêng và họ càng ngày càng làm nó to hơn. Ví dụ như bên Bắc to như này thì bên miền Nam mấy ngày sau là phải to hơn, và ngược lại khi mà miền Bắc thấy miền Nam cờ to hơn thì bên này cũng là to hơn. Về cái loa tuyên truyền cũng thế, bên miền Nam thì với sự tài trợ của Mỹ và châu Âu thì hệ thống loa rất là hiện đại, họ đã có những cái hệ thống loa mà phát thanh tận vào sâu bên trong của miền Bắc hàng chục cây số. Thì ngay lập tức miền Bắc cũng xin viện trợ của Liên Xô một hệ thống loa để có thể tuyên truyền cũng như là phát những bài hát cách mạng vào sâu trong lãnh thổ của miền Nam. Nếu mà nhìn theo dòng nước này thì tôi có thể đoán được rằng là đây là hướng biển.